Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh Hoàng Linh. Chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Quê hương là bánh mì ở mẹ, mà sao cô giáo dạy phải yêu. Xin lỗi nhà thơ ở Trung Quân. Bởi lẽ mấy hôm nay trên các diễn đàn tranh luận kịch liệt việc một số bạn đưa hình ảnh ổ bánh mì màu đỏ tươi và cho rằng đó là ổ bánh mì yêu nước. Một số đồng thuận, một số đông hơn là phản ứng cho là đó là màu mè, là sự phô trương thái quá, quá đáng, một kiểu bái vật giáo. Tôi không tham gia tranh luận. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là hình thức khiếm nhã với lòng yêu nước. Nói chung, tôi hồ nghi những người thực hiện việc đó không hiểu lòng yêu nước đích thực là gì. Bởi lẽ sau một trận bóng đá, người ta cũng có thể khỏa thân, quấn cờ, rồi nói là mình yêu nước, nhân danh một điều gì đó. Nhưng chúng ta hiểu về lòng yêu nước như thế nào? Có rất nhiều cách định nghĩa về lòng yêu nước. Định nghĩa về lòng yêu nước sớm nhất có thể tìm thấy thuộc về Stephen Nathanson, được trích dẫn bởi diễn đàn nổi tiếng của giới tri thức Spyroom. Thứ nhất, đó là tình cảm đặc biệt với đất nước của một người, đồng nhất căn tính bản thân mình với đất nước. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là quan tâm đặc biệt đến phúc lợi của đất nước. Điều thứ tư, sẵn sàng hy sinh thân mình vì lợi ích của đất nước. Cho dù có rất nhiều cách hiểu về lòng yêu nước, nhưng thống nhất thì loài người đều cho rằng yêu nước có nghĩa là coi lãnh thổ của đất nước là bất khả xâm phạm trong mọi trường hợp. Định nghĩa trên đây có thể gọi là lòng yêu nước lành mạnh, phân biệt với lòng yêu nước cực đoan hay nhân danh. Yêu nước không phải là cho rằng hệ tư tưởng của mình là đúng, người khác hệ tư tưởng là không yêu nước. Yêu nước không phải là bái vật giáo, yêu những cái tự bịa ra như ổ bánh mì, cái điện thoại, hay như ông bà Việt Á bịa ra chuyện sản phẩm sinh học, y tế thuần Việt, ngày đêm đeo bám phòng thí nghiệm. Như mới đây thôi, tài khoản BOS bình luận rất vui: "Chứ lừa ta có một món kinh doanh cực dễ, ấy là kinh doanh lòng yêu nước. Bất cứ món hàng gì, cho dù tệ đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần mang cái mác Made in Việt Nam, sau đó nhà sản xuất chỉ cần lên báo chí truyền thông kích động lòng yêu nước, tự hào dân tộc, sau đó tạo ra một đám đông cuồng não nhưng lại thiếu lòng tự sướng, nhưng lại thừa lòng tự sướng, dạt dào nhảy vào tung hô. Thế là trở thành một trào lưu tiêu dùng trên mạng. Anh Quảng Bơm là một người thấu hiểu rất rõ vấn đề này và đã thành công với cái Bifone trứ danh của mình. Khi anh chơi chiến thuật, phân cũng sẽ thơm nếu như nó là của người Việt Nam sản xuất ra. Hãy giống như kiểu anh Vũ, ngày xưa lên báo chửi Starbucks là nước hương cà phê, rồi nhét vào mồm quần chúng nhân dân cần lao sản phẩm của mình với cái mác cà phê của người Việt. Vậy, người Việt dùng cà phê Việt nghe thật là ấm áp, phải không? Còn theo tôi, một đám đông dù đi bão bóng đá hay cơ hoa lộng lẫy cũng không phải là lòng yêu nước. Đó chỉ là đám đông mà thôi. Một dân tộc không linh hồn chỉ là một đám quân chúng rộng lớn. Lamartine đã nói như vậy. Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn, nhưng quái bầm thai, lòng yêu nước này lại cần có một thế lực thù địch nào đó làm bia căm thù. Người Việt mình hình như không biết yêu nước trong hòa bình. Lúc nào cũng phải có đối phương, có thế lực thù địch. Cho nên đám đông chọn bóng đá để thể hiện cũng là dễ hiểu, vì chúng ta có đối phương cụ thể, đội Indo, đội Sin, đội Thái Lan càng tốt. Thắng đối phương thì đi bảo cách cuồng nộ, thua thì trút giận vào trọng tài. Đại khái là như vậy. Không có đỉnh cao trong khoa học, nghệ thuật, không có thành tựu nào đáng kể. Người Việt tự si mê mình bằng những nhãn dán bái vật cho lòng yêu nước như cái điện thoại Bifone, một nhãn hàng nào đó hay nhuộm màu ổ bánh mì, và càng tệ hơn, khỏa thân sau một trận bóng đá ao làng.
quê hương là bánh mì hở mẹ, mà sao ai đó dạy phải yêu. Xin cảm ơn.